Tám vật đại kỵ tuyệt đối không được mang vào nhà sau Tết, nếu không xui rủi cả đời, tiền bạc đội nón ra đi. Hoan hỉ chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, ai cũng mong muốn nhà mình vừa đẹp vừa sang, thấy cái thứ gì hay ho và quý cũng muốn mang về trang trí cho căn nhà của mình. Nhưng theo quan niệm phong thủy học, có một số cái vật dù có đẹp và có giá trị đến mấy thì cũng tuyệt đối không nên mang vào nhà kẻo rước họa vào thân Đen đuổi đủ, đủ đường Nếu mà chỉ nhìn bằng mắt Và đánh giá bằng cái vẻ bề ngoài ấy, Thì chúng ta sẽ không thể nào mà lường trước được Những điều gì sẽ xảy ra Khi nhặt những đồ vật đó lên Minh chứng hỏi 10 người nhìn thấy tiền Hay là đồ vật có giá trị Có nhặt lên hay không Thì hầu hết phải đến 9 người trả lời là có Thứ nhất nhặt lên vì tò mò Vì lòng tham Vì để bày trong nhà cho đẹp Tốt hơn là muốn trả lại những người đã mất Hay là trình báo công an dù thế nào thì cũng rất là nguy hiểm bởi cái điều này nó chỉ mang lại nhiều cái rắc rối và cái vận xui mà còn có thể là gì nguy hiểm đến tính mạng của bản thân nữa à, sau đây tử thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về danh sách những thứ tuyệt đối không được nhặt lên mang về nhà quý vị hãy nhớ kỹ cẩn trọng đặc biệt là trong cái dịp tết nguyên đán tám thứ dù cần đến mấy cũng không được nhặt kẻo rước họa vào thân một là tiền lẻ hoặc là vật dụng cá nhân của người khác Đi đường thì chắc hẳn ai trong số chúng ta cũng đã từng ít nhất một lần thấy tiền rơi hay là những cái đồ dùng rơi rớt trên đường. Nhưng các bạn có biết đó là những cái thứ đại kỵ không được mang vào nhà hay là không? À, tất nhiên cũng có cái trường hợp là người ta làm rơi đồ đạc hay là tiền bạc ấy, nhưng mà cũng có trường hợp là người ta cố tình bỏ lại những cái thứ đó trên đường để giải hạn hay là giải xui. Người làm rơi ví tiền cũng bị dính cái vận xui khi ta nhặt cái đồ đó của họ tức là tiếp nhận cái vận xui đó vào người. Hơn nữa, các cụ có câu là gì? Của thiên trả địa. Cái gì không phải là của mình, do mình làm ra thì dù có nhận được cũng sẽ mất sớm mà chúng ta không thể giữ được. À khi ấy, nếu các bạn đem thứ đó về nhà thì cũng đang là rước cái điều xui xẻo vào nhà mà bản thân mình không biết. Đó là một trong những cái vật không nên mang vào nhà mà quý vị phải cần biết. À đặc biệt À, có những trường hợp không ai biết được là có người đang thực hiện cái thủ đoạn lừa đảo họ sẽ giả vờ đánh rơi tiền hay là rơi ví phong bì ở trên đường rồi khi đó có người sẽ nhặt lại và đòi sau đó là có một người khác chạy đến nói rằng cái ví của họ vân vân đó rồi bắt đền bạn sau đó báo công an rồi còn hàng loạt các chiêu thức lừa đảo tinh vi khác mà chúng ta không thể lường trước được do đó để không vướng vào những cái tình huống nguy hiểm thì đừng nên nhặt bất cứ cái đồng tiền nào hay là ví nào phong bì nào rơi trên đường đó thứ hai là trang sức phong thủy bằng đá quý cũ. À, thưa quý vị, đá quý có chứa nhiều năng lượng, theo phong thủy thì cũng có nhiều cái tác dụng tốt cho con người. Hơn nữa, đá quý còn được nhiều người ưa chuộng bởi cái vẻ đẹp của chính bản thân nó. Ngày nay không chỉ phụ nữ mà cả đàn ông cũng sử dụng những cái món đồ trang sức bằng đá quý, hoặc là làm bùa hộ mệnh, hoặc là làm trang sức phong thủy để trợ vận tài lộc, trợ tình duyên hay là sự nghiệp. À, tuy nhiên đá quý có khả năng hấp thụ cái sinh khí của chủ nhân chính vì thế mà sau khi sử dụng một thời gian đấy thì cái món đồ trang sức bằng đá quý sẽ tích lũy cả cái cát khí và cái hung khí mang cái năng lượng cũng như là cái tâm niệm và cái tai ương của người chủ cũ chính vì cái lẽ đó mà người ta thường chỉ mua cái đồ trang sức đá quý mới chứ hiếm khi người ta mua đồ cũ vì sợ rằng sẽ mang những cái điểm xấu của chủ cũ lây sang cho mình hạn chế mang cái đồ trang sức đá quý cũ vào nhà các bạn nhé trừ khi nó được làm sạch sẽ hoặc là giải trừ những nguồn năng lượng xấu đã tích tụ ở đó bằng cái việc là tẩy uế khai quang thì quý vị mới nên nhặt thứ ba là gương bị nứt bị vỡ à, thưa quý vị gương vỡ hay là nứt thì cũng không nên dùng nữa kể cả khi mà nó cũng có một cái vết nứt nhỏ à, theo phong thủy thì cũng là điều không tốt đến gương nhà mình bị nứt thì cũng không giữ lại chứ đừng nói là gì cái chuyện gương bị nứt rơi mà chúng ta lại lấy mang vào nhà đây là cái món đồ theo phong thủy không mang lại cái điều tốt lành Đấy. À, xưa kia chiếc gương được coi là cái vật không thể thiếu của những cô gái đến tuổi kết hôn đến tuổi trưởng thành nó như là một cái bùa hộ mệnh dùng để bảo hộ vệ cái nhan sắc cũng như là tình duyên và cuộc sống hôn nhân của họ à, khi chiếc gương bị nứt hay bị vỡ thì cũng đồng nghĩa với những cái thứ đó nó bảo vệ không còn được tốt đẹp như trước nữa chính vì thế mà người ta mách nhau là khi gương không còn lành ý, không dùng được nữa ý, thì người ta thường gói vào một cái khăn đỏ và tẩm ít muối rồi đem vứt đấy thì mới có thể giữ được cái sự bình an cho chính bản thân mình à, thứ tư là cành lá cây cổ thụ à, thưa quý vị đầu năm ấy nhiều người có thói quen là đi hái lộc à, nhưng nếu mà làm cái việc đó thì các bạn phải nhớ tìm đến những cây nhỏ với cái tán lá là không quá rộng hái lộc đó thì mới an lành cây to cành lá ung tùm thì lộc thường là xanh tươi mướt mát nhưng theo quan niệm của dân gian ấy, cây càng to, càng cổ thụ mà lại còn gần đỉnh đền miếu mạo thì dễ là nơi trú ngụ của các vong hồn, không biết mà hái lộc thì cũng gì, dễ rước vong vào nhà. Thứ năm là ảnh của những người đã mất không thân thích. À, thưa quý vị, theo quan niệm tâm linh thì mỗi một tấm ảnh đều chứa một cái phần linh hồn của chủ nhân. Nếu mà cái người trong ảnh không phải là những người thân thích của bạn thì tốt nhất không nên giữ ở trong nhà khi mà người ấy đã mất. Người lạ, người không quen ấy không biết mà các bạn lại đem ảnh của họ về thì cần phải cẩn thận sẽ bị ám qua bức ảnh kia. Thứ sáu là cái hòn đá ven đường. À, ngày nay ấy, thì nhiều người thích dùng đá cuội để trang trí trong cái khung cảnh sân vườn nhà mình, cũng như là trang trí ở trong nhà cho đẹp. Nhưng theo quan niệm phong thủy, đây là cái hành động mà các bạn cần phải cẩn trọng. Bởi cái hòn đá ven đường ấy, thì không phải là những thứ mà bạn có thể tùy tiện mang vào nhà. Thời xưa thì những xác chết vô chủ, không người thân thích thì thường được đem chôn ngay bên ven đường, bên ven sông. Người ta chôn làm phúc nên là cũng chẳng được kỹ càng. À, có khi ấy, dùng chính những cái hòn đá, hòn sỏi nhìn thấy xung quanh để lấp. Vì thế cái hòn đá bình thường mà bạn thấy bên đường ấy, có thể chính là những hòn đá được dùng để làm cái việc đó. Có thể nó sẽ mang lại một cái nguồn năng lượng xấu, nó sẽ mang theo cái vong hồn của người đã chết. Điều đó mà lý giải tại sao mà người ta khuyên các bạn rằng không nên tùy tiện nhặt những viên đá ven đường mang về nhà mình. Thứ bảy là sợi dây thừng. À, quý vị thân mến, trong nhà có người chết vì treo cổ ấy, thì khi lấy tử thi xuống ấy, người ta thường là đốt cái sợi dây đó ngay. Đây là cái câu chuyện có thật. Nếu mà nhà nào có người treo cổ chết nhưng không đốt sợi dây đó thì sau thường 6 tháng đến 1 năm thì nhà đó lại có người treo cổ đúng ngay cái vị trí ấy. Chính vì thế mà nó được coi là cái sợi dây oan nghiệt Nếu không đốt đi thì nó vẫn còn luẩn quẩn trong nhà Và cứ mỗi năm lại gì thằng có người thay phiên nhau mà chết Thứ 8 là điện thoại tai nghe à, Thưa quý vị, đang đi đường mà thấy một chiếc điện thoại rơi ngay trước mắt thì hãy bỏ đi Đừng quan tâm đến cái điều đó vì gì nó có đắt tiền hoặc là xịn đến mấy đi chăng nữa Bởi chỉ cần nhặt lên thôi là chúng ta đã phải có trách nhiệm với nó nếu là người tốt bụng thì có thể trả lại người mất được, nhưng nếu vì lòng tham mà giữ lại làm của riêng cho mình ấy, không chừng sẽ bị người làm mất tố cáo về cái hành vi chiếm đoạt tài sản trái phép và phải lên phường làm việc với cảnh sát. Bên cạnh điện thoại thì cái tai nghe cũng là cái thứ bạn không nên nhặt. À tai nghe thoạt nhìn có vẻ chẳng có nguy hiểm gì, nhưng các bạn hãy nghĩ đơn giản là nếu một chiếc bàn chải đánh răng ấy, hay là một cái khăn tắm cũ của ai rơi ấy, thì các bạn có nhặt về hay không? Tai nghe cũng vậy. Đó chính là cái vật dụng cá nhân chỉ nên thuộc về người sở hữu mà thôi. Nếu nhặt về dùng sẽ rất là mất vệ sinh, lây nhiễm bệnh. Quý vị hãy vì sức khỏe của bản thân mà lờ đi chiếc tai nghe đó. À, thưa quý vị, đó là những cái vật đại kỵ mà chúng ta không nên nhặt đem về nhà. Cái thời điểm Tết, Nguyên Đán, đó. À, quý vị thân mến, nhặt cái đồ vật về nhà là cái chuyện không nên làm. Vậy còn bắt gặp tiền bạc ở giữa đường thì chúng ta có nên nhặt hay không? Nhiều người có thói quen ấy. Cứ thấy tiền rơi trước là nhặt, đấy, mừng rỡ, vội vàng nhặt ngay. À, dù đó là tiền của đám ma hay là tiền của một cái người kém may mắn nào đó đánh rơi và gì đang hốt hoảng tìm kiếm. Vậy soi chiếu theo cái góc độ tâm linh, nhặt được tiền có ý nghĩa như thế nào? Là cái điểm báo tốt lành hay là xui xẻo? À, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những chia sẻ ngay sau đây của Tử Thông. một Nhặt được tiền đầu năm là may hay là rủi? À, quý vị thân mến, nhiều người quan niệm nhặt được tiền vàng rơi sẽ mang lại điều xui xẻo. Tuy nhiên, quan niệm của người xưa ấy, thì nếu mà đầu năm mà nhặt được tiền rơi cho dù là lớn hay là nhỏ thì đều cũng là cái điểm may mắn. Đối với các trò may rủi như là lô tô bầu cua thì nói chung là quý vị có thể chơi để gì thử cái vận may của mình. Nếu bạn may mắn thắng vài ba ván thì đó là cái điểm lành nên giữ lại để gì giữ cái vận may cho mình. Nếu mà thua thì bạn cũng đừng nên tiếp tục để gỡ gạc biết dừng đúng lúc để tránh mất mát nhiều hơn. Nhặt được tiền rơi đầu năm là cái điểm may mắn, nhưng nếu số cái tiền lớn thì tốt nhất là các bạn nên trả cho chủ nhân. Đấy, để cho gì trả lại người đánh mất bởi vì họ cũng đang rất là lo lắng. Tại vì đây là một cái việc làm tốt ấy, rất được khuyến khích. Làm một việc tốt đầu năm sẽ nhận được cái sự an lành, may mắn và cái việc này nó còn tốt hơn cả vạn cái điểm lành. Thứ hai là có nên nhặt tiền rơi của người chết ở đám tang hay không? À, thưa quý vị người xưa thì không hề có quan niệm về chuyện giải tiền thật trong cái đám tang mãi về sau một số người có tiền mới làm ra cái việc này rồi có người học theo và lầm tưởng đó là cái phong tục tập quán mong muốn được những cái điều tốt đẹp cho những người đã khuất của nhiều người là hoàn toàn là đúng đắn nhưng mọi người không biết rằng cái việc giải tiền là không nên làm nó không chỉ gây lãng phí mà còn khiến cho những người đi đường gặp nguy hiểm gây ra mất mỹ quan đô thị cái hiện tượng này không chỉ xảy ra ở những nơi có vụ tai nạn giao thông gây chết người mà nó còn ở những đám ma đám cưới hay là đám rước người ta quan niệm làm như vậy thì sẽ may mắn và thuận buồm xuôi gió à, khi có người thân chết đi thì họ thường dùng cái thỏi vàng mã tiền xu để giải dọc đường với cái mục đích là phân phát cho ma quỷ để chúng không quấy phá không bắt đạt vong hồn người mới mất và đánh dấu cái đường đi cho linh hồn người chết biết đường về nhà với cái mục đích này thì người thân của người chết ấy sẽ gì giải các thỏi vàng dọc đường và rất nhiều ở các ngã ba ngã tư để vong hồn người chết chú ý không bị lạc đường về thực tế thì đây là một cái biện pháp chấn an về mặt tâm lý nhưng mà cũng không có một cái ý nghĩa nào quá lớn cả cái việc giải tiền thật hay là tiền vàng ấy nó chỉ là cái nghi thức tín ngưỡng của dân gian đối với cái thế giới tâm linh của người âm cho dù chúng ta giải tiền thật thì về thế giới bên kia nó cũng sẽ là tiền giả đồng tiền thật thì vẫn cho người chết. Tuy nhiên, cái mệnh giá nhỏ nhưng mà không nên ném ra đường như vậy. Chúng có thể gây ra những hậu quả khó lường trước được và sẽ gây ra những tai nạn giao thông cho những người nhặt. À, trên thực tế, vì mà nhặt những cái đồng tiền thả ra từ các đám tang ấy mà đã có người bị gì, bị những cái tai nạn thậm chí là bị tử vong. Chúng ta nên thận trọng trong cái đồng tiền của quốc gia. Vận động mọi người không nên vứt bỏ tiền giấy. À, bên cạnh đó, à, các sư thầy, các chuyên gia về Phật giáo cũng nói rằng. Đấy, nói chung ấy trong đạo Phật thì không chủ trương về việc giải tiền vàng trong các đám tang à, các gia đình bình thường ấy, thường mời các thầy về làm lễ nhưng mà cái việc làm lễ đó thì không hề nói tới cái chuyện là giải vàng mã cũng như là bày vẽ các lễ vật tốn kém việc giải vàng mã thực sự là một cái hủ tục nó gây phung phí và phá hoại cái môi trường mọi người thay vì tốn kém vào cái việc giải vàng mã thì nên nghĩ đến cái chuyện làm những cái việc thiện có ích hơn cho những người khác việc thả tiền ở đám tang hay là những cái nơi mà xảy ra những cái tai nạn ấy có người chết ấy đôi khi tạo nghiệt và gây họa thêm cho những người khác người nhặt tiền không biết có bị xui xẻo hay không nhưng mà cái việc cố chạy ra nhặt tiền bất chấp cái an toàn ấy có thể xảy ra dù cho mệnh giá tiền rất là thấp à, thứ ba là lượm nhặt tiền vàng khi đi ngoài đường sở dĩ người xưa có quan niệm trên ấy, bởi vì tiền lẻ hoặc tiền xu ở ngoài đường ấy, thực chất là không phải là tiền ấy rơi mà hầu hết là những món tiền được người ta cố ý vứt lại đấy. khi gặp cái vận xui liên tục trong công việc, học hành hay là trong tình duyên thì người ta cũng chỉ tiến hành dâng sao giải hạn, cúng đổi mệnh. À, tiền mặt là một trong những vật quan trọng đấy trong cái lễ vật thờ cúng đó. các thầy vong thủy cho rằng cái đồng tiền đó dùng để mua chuộc được ma quỷ để chúng không tiếp tục quấy phá và ám vận nữa. À, sau khi cúng thì vứt đi, đồng nghĩa với cái việc những cái điều xui rủi cũng được giữ bỏ theo cái số tiền này. nếu như mà người đi đường không biết mà nhặt phải á thì sẽ tự rước lấy cái vận xui mang vào người. Chưa kể là mang cái số tiền này về nhà ấy, thì rất có thể sẽ bị ám vận lên cả gia đình. Vì những cái lẽ trên ấy, dù có thấy tiền rơi ngoài đường thì các bạn cũng không bao giờ được nhặt chúng lên, càng không được dùng chúng cho những cái mục đích cá nhân, nếu không tai họa cũng sẽ rất rất dễ bị ập đến. Thứ tư, ý nghĩa thực tế của việc nhặt tiền là tốt hay xấu? À, thưa quý vị, Tôi dám cá rằng chúng ta thì ai cũng ít nhất một lần nhặt được tiền hoặc là những cái thứ có giá trị trên đường và tạm thời bỏ túi. À, tự nhủ rằng mình sẽ gặp phải cái điểm lành, gặp được nhiều cái may mắn và mình phải giữ lấy nó. Nhưng có bao giờ mọi người nghĩ rằng cái tiền đánh rơi đó trên đường lại rất quan trọng với cái người đánh mất hay không? Đó có thể là tiền của những bạn sinh viên vừa mới lấy tiền làm thêm hoặc là của những người công nhân đấy đang mang tiền về, về quê hoặc là của một cụ bà bán rau nào đó bán vé số nào đó đã vất vả về lo cho chồng con chữa bệnh vân vân đó cái hành động nhặt được của rơi trên đường và bỏ luôn vào túi của mình thực sự là không thể nào chấp nhận được nó khiến cho chúng ta trở nên tham lam ích kỷ không có nhân cách hay là thậm chí trở thành nguyên nhân gián tiếp ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của người khác à, thưa quý vị như vậy là tử thông đã vừa chia sẻ cho quý vị và các bạn về những thứ tuyệt đối không nên nhặt về nhà và nhặt được tiền rơi thì có tốt hay không à, quý vị thân mến các cụ nhà ta có nói rằng có thờ có thiêng có kiêng có lành. Vì thế, Tử Thông xin đưa ra một số cái lời khuyên thật lòng và mong rằng mọi người sẽ thấy của rơi trên đường và nếu mà có thể nhận được ấy, thì cũng hãy trả người đánh mất. À, còn nếu không ấy, thì cứ hãy xem như mình chưa thấy. Biết đâu cái điều đó sẽ giúp cho các bạn thoát khỏi những cái xui xẻo không đáng có. À, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo à, xin cảm ơn